Mặt không mụn nhưng lỗ chân lông quá to, đây là cách khắc phục. Cách khắc phục tình trạng da mặt bị lỗ chân lông to cho nam giới. Ông nào gặp các vấn đề về da khác thì vào đây để tìm hiểu thêm ngay ở đường link bên dưới. Bia, khoan hãy nghĩ đến dĩa mồi hay lê la cùng bạn bè, một công dụng khác của bia chính là thu nhỏ lỗ chân lông đấy. Cách làm, bạn chỉ cần thấm một chút bia lên mặt khoảng 5 đến 10 phút rồi rửa lại mặt bằng nước lạnh. Vừa giúp khắc phục tình trạng lỗ chân lông to vừa giúp bạn sở hữu làn da sáng và mịn. Nên xem 7 món giúp nam giới thoát khỏi tình trạng da mặt dị ứng mẩn đỏ, ngứa. Sữa không đường, sữa tươi nguyên chất có tinh chất giúp giảm thiểu khả năng bị mụn nhọt tấn công và thu nhỏ lỗ chân lông. Cách làm, lấy sữa tươi thoa trực tiếp lên da mặt để trong khoảng 10 đến 20 phút thì rửa sạch lại mặt bằng nước ấm và rửa lại bằng nước lạnh. Nên xem, đây chính là 3 bí kíp chăm da đơn giản anh em nào cũng nên có. Đá lạnh, nghe hơi kỳ lạ nhưng chúng chính là thần dược để lỗ chân lông trở nên nhỏ lại một cách nhanh chóng nhất. Cách làm, để tránh bị phỏng lạnh, anh em không nên đắp đá trực tiếp lên da mặt. Dùng khăn quấn đá chà nhẹ nhàng lên mặt mới ok nhé. Cách này rất hiệu quả trong việc giúp bạn làm se nhỏ lỗ chân lông bởi đá lạnh sẽ làm cho lỗ chân lông co lại. Nên xem, da lỗ chỗ và mụn, đây là 3 chiêu chăm da dành riêng cho anh em. Ngoài ra anh em có thể tham khảo dần các loại mỹ phẩm chuyên trị cho vấn đề này, bắt đầu với toner là gì, đàn ông trị mụn có phải xài toner không? Hạn chế cho tay lên mặt, một trong các nguyên nhân chính khiến da bạn tiết nhiều dầu và lỗ chân lông to chính là thói quen thường xuyên cho tay lên mặt. Bỏ ngay nếu không muốn da thì láng mịn nhưng lỗ chân lông to như đại bác. Nên xem, nên và không nên ăn gì khi mụn mọc quá nhiều, và 4 lý do khiến da lên mụn thường xuyên ở nam giới.